hello mọi người nhé, em toàn xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em toàn buổi tối hôm nay em toàn có một sản phẩm siêu hot đây mọi người. À, như các bác đang xem đây, đây là một em trầm hương, size rất là lớn luôn. Em trầm này là trầm của sát nhé mọi người nhé. Em trầm này của Ma họa tiết vẽ tay nổi khối. À, nó có ba, ba chân, ba chân giác vàng vẽ vàng nhé mọi người nhé. Ba chân này, đây chân này vẽ vàng này con lân này cũng vẽ vàng này ở bên trên nắp cũng có một, một con lân nữa rất là đẹp luôn đây là có một đôi chim uh, chim nguyên ương này chiều cao của chiếc này là 44 mươi mọi người nhé đây là mọi người này chiều cao là 44 em quay như này thì là nó 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 không 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 lộ hết được nhưng mà để em chống cho sau cho các bác xem nhìn đấy Đây mọi người. Chiều cao của nay là 44 nhé mọi người nhé. Chiều cao 44. Em đo bằng bụng. Bằng bụng của này là 94 nhé mọi người nhé. Đây này mọi người này. 94 này. Rất là to luôn. Hàng hàng tình trạng lành tít nhé mọi người nhé. Em nhấc xuống cho các bác xem này. Đây cái nắp của nó này. Còn lân uh, vẽ vàng phổ kín luôn này Còn lần này vẽ vàng còn chưa bị chảy xước một tí nào luôn các bác ạ Đấy men dạn nhá Đây cái này chữ này là chữ thập với dấu cộng của nó này mọi người Đấy men dạn cái độ um, xuống uh, màu theo thời gian của nó rất là đẹp luôn các bác ạ Đây cho các bác xem mấy chuyện thôi, Chuyện phê chưa ở cái chỗ này các bác nhìn đây nhé là không phải là nứt đâu các bác nhé đây là cái men dạng nhé mọi người nhé nhìn nó như kiểu là nứt nhưng không phải đây các bác xem cái chân của nó này chân là nó cũng khi nó phủ à, nó vẽ vàng vào họ cho ra nó, nó, họ đi nung nó 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 nứt ra này mọi người nứt theo cái men dạng rất là đẹp luôn Đấy, đẹp. nặng quá em bên nặng đây các bác xem bên trong này Đấy. Tình trạng lành tít luôn Cổ miệng đây lần lân đây Em phải đặt nó xuống đây các bác Để em cho cái nắp này lên À em đo đo cái nắp này cho các bác xem à, Nắp nó 16 á mọi người nhé 16 Em đo miệng Miệng cái vòng ngoài của ngoài này của nó là lên đến 18,5 nhé mọi người nhé Miệng 18,5 rất là đẹp luôn một em sâm trầm hàng của Satsuma vẽ hoa nổi khối men dạn rất là đẹp luôn nó là ba chân đấy đây các bác xem này tình trạng lành tít luôn những cái chỗ này là vẽ nổi khối hết lên nha các bác nhé đây mà tất cả các bác uh, chiêm ngưỡng lại uh, cái vẻ đẹp của nó nhé em sẽ quay chậm lại để các bác um, cùng xem nhé Em quay con lân về đây Quay con lân về cái chỗ mặt chỗ có đôi chim này mọi người Đấy thấy, các bác thấy chưa đẹp chưa Một em sâm trầm sai lên đến 44 Rất là to luôn Bụng 94 Hòa tiết là vẽ tay Hàng men dạn rất là đẹp luôn Đấy những cái chỗ này cũng thấy là men dạn nha các bác nhá Đấy. rất là đẹp hàng men dặn nó có à, hàng này rất là già tuổi rồi các bác ạ các bác uh, chơi uh, chơi đồ uống các bác nhìn cái men dặn nó xuống màu nó dặn như thế là các bác biết là nó nung ở nhiệt độ như nào rồi Ôi, em tặng uh, xin phép uh, kết thúc video đây đây Mọi người nếu mà ai mà ưng ý chiếc trầm này thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Thôi em xin chào mọi người. Bye bye mọi người.